Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh tin tức về cuộc đua tổng thống Mỹ đầy kịch tính. Đừng rời mắt khỏi màn hình vì hôm nay chúng ta sẽ cập nhật những thông tin nóng bỏng nhất và những vấn đề quan trọng đang làm rung chuyển chính trường nước Mỹ. Đầu tiên, quý vị hãy bấm nút thích và đăng ký kênh tin tức hôm nay để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những thông tin bùng nổ và chất lượng. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Mở đầu là tin tức từ Pennsylvania nơi Tổng thống Trump vừa lên tiếng cảnh báo về các vấn đề gian lận bầu cử đáng lo ngại. Tại quận Goss, hàng ngàn đơn ghi danh và yêu cầu phiếu bầu qua thư đã được phát hiện có khả năng lừa đảo từ một nhóm bên thứ ba. Sự việc này nối tiếp phát hiện ở quận Lancaster với 2.600 biểu mẫu và phiếu bầu giả do một người viết, tạo nên tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Các cơ quan thực thi pháp luật cần nhanh chóng vào cuộc. Pennsylvania là bang chiến lược và Tổng thống Trump hiện đang dẫn đầu ở đây nhờ lượng phiếu bầu sớm từ cử tri đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, vấn đề gian lận có thể đe dọa tới sự minh bạch của toàn bộ quá trình bầu cử. Trong khi đó, dịch vụ khẩn cấp bầu cử tại quận BC, Pennsylvania đã đóng cửa các đường dây bỏ phiếu trực tiếp, buộc cử tri phải bỏ phiếu vắng mặt, một quyết định đầy bất ngờ. Sự việc diễn ra ngay sau khi những người nổi tiếng như tỷ phú Element và nhà hoạt động bảo thủ Scott Bradler khuyến khích cử tri Pennsylvania đi bầu cử sớm. Elmerz đã lên mạng xã hội kêu gọi người dân tận dụng ngày cuối cùng để yêu cầu phiếu bầu vắng mặt và nộp trực tiếp để tránh rủi ro mất phiếu khi gửi qua thư. Ngày thứ ba là cơ hội cuối cùng để bỏ phiếu sớm tại Pennsylvania, nhưng tình hình an ninh tại các điểm bỏ phiếu lại đang trở thành vấn đề, khiến cử tri hai đảng dân chủ và cộng hòa phải chuyển sang bỏ phiếu qua thư, làm dấy lên nhiều lo ngại về gian lận. Mẹ của Elmerz, bà Maymus, chia sẻ trên mạng xã hội rằng tại New York cử tri không cần xuất trình thẻ ID khi bỏ phiếu, dẫn đến tình trạng cử tri bất hợp pháp cắt ngang hàng chờ đợi, như một video ghi lại từ Pennsylvania đã cho thấy. Tại Pennsylvania, nhiều công dân được đưa tới điểm bỏ phiếu bằng xe buýt và không nói tiếng Anh, được hướng dẫn cắt ngang hàng những người đã chờ đợi hàng giờ để bỏ phiếu sớm. Những cử tri này đeo nhãn Harry và được nhóm phiên dịch hỗ trợ trong quá trình bỏ phiếu, tạo nên không ít sự bất bình một thông tin đáng chú ý khác là tổng thống joe biden cũng đã đi bỏ phiếu trực tiếp và xuất trình thẻ id của mình trong khi nhiều nơi khác lại không yêu cầu cử tri xuất trình thẻ id điều này gây ra nhiều tranh cãi đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về các vấn đề gian lận tràn lan tại bang california quận nevada cũng đang đối mặt với vấn đề gian lận khi các lá phiếu gửi qua thư gặp trục trặc kỹ thuật Văn phòng bầu cử của quận phát hiện lỗi in ấn ảnh hưởng đến khả năng scan mã vạch trên 77.000 lá phiếu đã phát hành. Quý vị nào đã yêu cầu phiếu qua thư ở quận Nevada có thể gặp vấn đề với việc scan lá phiếu. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích cử tri nên bỏ phiếu trực tiếp tại phòng phiếu nếu có thể. Căng thẳng bầu cử cũng diễn ra tại Virginia, nơi thống đốc Kellen Duncan của đảng Cộng Hòa đang đối mặt với đảng Dân Chủ trong một vụ kiện liên quan đến sắc lệnh hành pháp về bầu cử của ông, ông Donkin đã tiến hành cập nhật danh sách cử tri, loại bỏ những người không đủ điều kiện. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp của Joe Biden và Đảng Dân chủ đã phản đối, đưa vụ việc lên tòa án tối cao. Rõ ràng, cập nhật danh sách cử tri để loại bỏ người không đủ điều kiện là cần thiết, nhưng động thái này lại vấp phải sự phản đối gây tranh cãi. Điều này cho thấy cuộc chiến về tính minh bạch và sự công bằng trong bầu cử ngày càng phức tạp và quyết liệt. Cuối cùng, một tin vui cho Tổng thống Trump là sự trở lại mạnh mẽ của ông Steve Penance, cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc. Sau khi thủ án tù liên bang 4 tháng vì từ chối lệnh triệu tập từ Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ viện, ông Penance tuyên bố thời gian trong tù không hề làm ông suy yếu mà ngược lại, càng tăng thêm sức mạnh. Ông Penance khẳng định sẽ hỗ trợ Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Với một đồng minh mạnh mẽ mới, Tổng thống Trump được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc đua gây cấn phía trước. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Trump đã chinh phục hàng triệu cử tri bang Michigan với sự hậu thuẫn của cộng đồng Hồi giáo, trong khi đó Harris trượt dốc thê thảm với kẻ phản bội cuồng ghét Trump, Lee Cheney. Thưa quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump đã có một bước tiến quan trọng tại bang chiến trường Michigan khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Hồi giáo trước được kính trọng trong bối cảnh cuộc đua trở nên căng thẳng sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo hồi giáo tại michigan đang tạo động lực lớn cho tổng thống trump đặc biệt khi kamala harris phải đối diện với làn sóng phản đối mạnh mẽ do quyết định sai lầm của bà ta khi liên minh với litany một kẻ phản bội chuyên đi hãm hại tổng thống trump đồng thời là một cái tên không mấy thiện cảm trong mắt cộng đồng người mỹ gốc ả rập tại tiểu bang này Tại cuộc vận động tranh cử vào chiều thứ Bảy ở thành phố Novi, Michigan, Donald Trump đã xuất hiện trước đám đông rêu hò và hân hoan giới thiệu các nhà lãnh đạo Hồi giáo lên sân khấu. Ông nhấn mạnh, tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của những nhà lãnh đạo rất được kính trọng này. Trước khi đưa họ lên sân khấu và chia sẻ những cảm xúc đầy chân thành về tầm quan trọng của sự ủng hộ từ cộng đồng Hồi giáo, các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã lên tiếng khẳng định lý do đứng về phía tổng thống trump là vì ông có cam kết mạnh mẽ trong việc chấm dứt chiến tranh thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu imam belan onzuhari đại diện cho cộng đồng hồi giáo tại michigan phát biểu đầy tự hào chúng tôi những người hồi giáo ủng hộ tổng thống trump vì ông ấy hứa sẽ mang lại hòa bình chứ không phải chiến tranh Ông cũng nhấn mạnh rằng, Tổng thống Trump là nhà lãnh đạo hiếm hoai với tầm nhìn rộng mở về hòa bình toàn cầu, điều mà cộng đồng hồi giáo tại Michigan xem là cần thiết trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động hiện nay. Sự hiện diện của thị trưởng Dabont Hayes, Pio Bassi, người Mỹ gốc Ả Rập đầu tiên giữ chức thị trưởng trong thành phố, cũng mang lại một sức mạnh mới cho chiến dịch của ông Trump tại bang chiến lược này. Bassi khẳng định rằng Donald Trump là người có khả năng chấm dứt chiến tranh, làm cho Hoa Kỳ an toàn trở lại và mang lại hòa bình cho thế giới. Những lời của bà Sư đã nhận sử một sự hợp mạnh mẽ từ những người có mặt, và Tổng thống Trump không giấu nổi niềm vui khi cho rằng đây là sự ủng hộ tuyệt vời từ những người tuyệt vời. Trong khi Tổng thống Trump đạt được thành công với cộng đồng Hồi giáo, Phó Tổng thống Kamala Harris lại gặp khó khăn khi quyết định liên minh với Litchini, con gái của cựu Phó Tổng thống Litchini, người từng có vai trò chủ chốt trong cuộc chiến Iraq. Động thái này đã gây ra làn sóng chỉ trích gây gắt từ cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tại Michigan, đặc biệt khi Cheney là cái tên gợi nhắc về quá khứ đau thương và cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông. Thị trưởng Hamtras Amer Gallis, người cùng chính thức lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng, đưa Cheney đến đây là một sự xúc phạm với cộng đồng của chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi về tất cả những bi kịch đã xảy ra ở Trung Đông. Quyết định gây tranh cãi này không chỉ ảnh hưởng đến chiến dịch của Harris, mà còn đặt ra câu hỏi về việc liệu bà có hiểu rõ về tâm tư và nỗi đau của cộng đồng Hồi giáo tại bang chiến trường Michigan hay không. clip nhấn mạnh, việc đưa người này đến sân sau nhà chúng ta để nhắc nhở chúng ta về những nỗi đau và tổn thất ở Trung Đông là điều không thể chấp nhận. Nó chỉ khiến cộng đồng của chúng tôi thêm xa lánh Harris mà thôi. Theo các cuộc thăm dò gần đây của Real Clear Politics, Tổng thống Trump hiện đang dẫn trước Harris 1 đến 2 điểm tại Michigan, một chuyển biến đáng kể so với trước đây. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng sự ủng hộ của các lãnh đạo Hồi giáo dành cho Tổng thống Trump có thể là nhân tố quyết định, đặc biệt khi Michigan là một trong những bang trọng yếu trong cuộc đua đến Tòa Bạch Ốc. Các thăm dò cho thấy rằng tiểu bang Michigan đã chuyển từ dân chủ thiên về sang bắp bên trong bảng xếp hạng của Fox News, cho thấy cuộc đua tại đây ngày càng xích sao và khốc liệt. Sự kiện này càng đáng chú ý khi nó diễn ra trong bối cảnh Michigan đang chứng kiến số lượng cử tri bỏ phiếu sớm kỷ lục, với hơn 1,2 triệu người đã đi bầu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư. Với sự dẫn đầu nhẹ trong các thăm dò và sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Tổng thống Trump đang giành được đà mạnh mẽ trong nỗ lực giành lại tòa Bạch Ốc, trong khi Harris dường như đang vấp phải những rào cản không dễ vượt qua. Với những diễn biến đầy căng thẳng và thay đổi nhanh chóng, cuộc bầu cử ở Michigan hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đua gay gắt nhất. Trong khi Tổng thống Trump nhận được sự tán dương và niềm tin từ cộng đồng Hồi giáo, thì Harris phải đối diện với nhiều thách thức từ chính các quyết định của mình. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.